Nhưng vậy là hôm nay là tới phải 2 tháng rồi đấy, tại vì hôm bữa đi Sài Gòn mấy lần chị bị ngoài nhìn đẹp hơn đấy, ngoài nhìn trắng này. Cho cái rèm ra chị gái, kéo rèm ra đi chị ạ. Hello cả nhà nhá, mọi người cùng gặp chị khách xinh đẹp ngoài trắng hơn. Trời ơi. Đấy đấy, đúng rồi, kéo ra chị, kéo lỡ đi. Kéo rèm ra cho sáng. Mình cho mọi người gặp gỡ chị khách hàng xinh đẹp này của bên Học viện Thẩm mỹ Eva Sinh. Vừa kết thúc liệu trình điều trị nám cho chị 1 tháng rưỡi. Đây là hình ảnh của chị rất tươi tắn và xinh đẹp. Chị xinh đẹp quá rồi, chị rất là mừng rỡ. Của cái liệu trình của chị là phục hồi 20 ngày và điều trị trong vòng 1 tháng. Đây là hình ảnh của chị khách hàng trước khi điều trị đây ạ. Đây, hình ảnh của chị trước khi điều trị ngày mùng 1 tháng 7 nhá. Ngày chụp là ngày mùng 1 tháng 7. Ngày chụp là ngày mùng 1 tháng 7 này. Ngày đấy là ngày mình còn phục hồi. Ngày 1 tháng 7 chị đến và bên mình kê, chị đã từng dùng những cái loại kem điều trị nám bên ngoài thị trường ấy. Cho nên bên mình kê cho chị một liệu trình phục hồi thải độc da trong vòng 20 ngày, sau đó là điều trị nám mới được 1 tháng. Đó, mọi người xem cái hình ảnh, và bây giờ là chị đây ạ. Mới được 1 tháng. Em sẽ soi gần một chút nhé, gần một chút hình ảnh của chị cho mọi người cùng xem. Mọi người cùng xem đây ạ, 1 tháng ạ. Sau 20 ngày phục hồi và 1 tháng điều trị, da mặt của chị cực kỳ căng bóng, đẹp, khỏe khoắn. Những vết mao mạch còn mờ đi trông thấy luôn. Mọi người nhìn kỹ cái mao mạch của chị. Điều trị nám bên em là hoàn toàn da rất là căng khỏe nhá. Mọi người nhìn kỹ mao mạch của chị gần như là còn mờ. Các bạn anh chị cho nó sáng đấy. Gần như là mờ hết rồi nhá, mọi người thấy không? Nám mờ mà mao mạch đỡ nhá. Khi da mà dày khỏe, tại vì có cái giai đoạn phục hồi da ấy, cho nên là da dày khỏe, nên mao mạch cũng mờ đi rõ rệt này. Đó, mao mạch mờ đi rõ rệt, da căng bóng khỏe này. Chị ở Hà Nội nhỉ? Đó, mới được 1 tháng điều trị nhá. Bên này thì chị mới tự cào vào mặt. Bên này của chị là chị do chị cào vào mặt. Một sơ ý đó, bên này đây ạ. Bên này bị chói đèn. Ok. Đó, mấy 1 tháng điều trị đây ạ. Rồi, xinh quá. Chị có nhận ra hình ảnh của mình ngày trước không? Không nghĩ là mình ngày trước mình như thế đâu. Cảm thấy đỡ nhiều. Nó trắng đẹp. Và chị chuẩn bị điều trị cái thâm mắt luôn nhé. Đang chuẩn bị điều trị thâm mắt luôn. Khi mà da mặt đẹp rồi, tại vì khi mình điều trị nám thì mình không thể điều trị cái vùng mắt được. Lúc điều trị nám thì mình không bôi kem vào vùng mắt được. Cho nên là sau khi da mặt trắng đẹp thì bỗng nhìn thấy mắt mình nó lại thâm hơn. Thành ra là bây giờ là chị chuẩn bị liệu trình điều trị thâm mắt luôn. Bên ngoài đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn học viên của mình nói bên ngoài đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì cái trong phòng này cái đèn vàng ấy. Phòng này đèn vàng cho nên da mặt chị hơi vàng, nhưng thực sự bên ngoài nó trắng hồng, đẹp cực kỳ luôn. Chị có thể chia sẻ cho em một chút, trong quá trình điều trị của chị có bị sưng đau bỏng hay là bị xấu giai đoạn nào không ạ? Không, hầu như không bị sao cả. Hoàn toàn là da mình cứ đẹp lên dần dần đúng không ạ? Tại vì rất nhiều cái phương pháp điều trị nám bên ngoài thị trường ấy là bôi sưng đỏ bong chóc. Đấy, thì giai đoạn khách phải trải qua giai đoạn xấu rất là lâu. Nhưng hoàn toàn phương pháp điều trị nám bên em nó rất là nhẹ nhàng. Và khách đẹp dần lên, đẹp dần rõ rệt luôn. Chị có hài lòng kết quả này rồi? Chị ở Hà Nội nhá. Và mình đang livestream kết quả tại Eva Sinh Hà Nội. Đó, mọi người nhìn này. Hoàn toàn là da dày khỏe, bóng, đẹp, trắng. Chị cười rất tươi, mọi người nhìn thấy không ạ? Cái này không phải là một sự dàn dựng đâu, mà thực sự là khách hàng hài lòng nên họ mới tươi thế này. Chứ bên Eva Sinh không bao giờ có sự dàn dựng video ở đây. Rất là mọi thứ là rất là vô tư, khách hàng thấy thoải mái hài lòng thì mới cười tươi như vậy. Đúng không chị? Chị phải giới thiệu nhiều khách cho em nhá. Tại hồi bữa mình cũng làm một liệu trình, nhưng mà không phải là mình mua kem trị nám ấy. Vâng. Kem cũng mua cái kem của Hàn Quốc, kem cũng tương đối là kem tốt đấy. Vâng. Nhưng mà về nó cũng không có hiệu quả. Thế nên hôm đấy là đúng là thật sự mình được giới có thiệu. Bạn Vâng. Hải, bạn ấy Vâng. bảo là xuống đây là ok, chứ còn Vâng. mình cũng kém lắm. Mình Vâng. không có đi làm bậy bạ. Vâng. Chị rất là kỹ. Thực sự là vì cái đèn nó màu vàng chứ bên ngoài chị trắng lắm. Trắng hơn trong livestream cực kỳ nhiều luôn.
Ờ, phải yêu cầu sếp thay đèn thôi. Sếp Hòe có đang xem livestream thì yêu cầu thay đèn cho em, chứ ảnh khách ở ngoài trắng xinh cực kỳ luôn, bên bên trong nó cứ vàng vàng ấy. Nhờ, tiếc quá. Chị đẹp lắm ấy. Rất xinh đẹp. Nhá, bạn nào quan tâm đến phương pháp điều trị nám này thì Eva xinh, xinh đẹp ấy ạ. Xinh đẹp rồi. Nói chung là ok. Nào ok. Em cảm ơn chị rất là cũng ổn. Vâng. Thấy tự tin. Vâng, chị cứ yên tâm là hồi bữa nào cũng không thấy nó nám nhiều quá, mình không tự tin lắm. Vâng. Vâng, đặc biệt là mấy đứa điều trị cái thâm mắt của chị đó, chị còn thấy sướng hơn rất là nhiều. Cái phương pháp điều trị thâm mắt bên em một lần là nhìn thấy nó khác luôn. Để chị đi du lịch 10 ngày về. Vâng, để ok. Chị sẽ còn quay lại nhiều đúng không ạ? Phải ủng hộ bên em nhiều nhiều nhá. Có gì sẽ giới thiệu khách hàng cho. Vâng, em cảm ơn chị nghe điện thoại đi ạ. À, bạn nào quan tâm đến cái dịch vụ điều trị nám này thì có thể đăng ký ngày mai, bên mình có hội thảo về điều trị nám nhá. Và đang chốt danh sách hết ngày hôm nay rồi nhá, tại vì bên mình còn in chứng chỉ chứng nhận cho các bạn nhá. Đó, phương pháp điều trị nám chuẩn y khoa và không bong chóc lột tẩy và không làm xâm lấn. Sau khi điều trị thì da khách hàng sẽ rất là dày, khỏe, đẹp, căng bóng, trắng. Và không phải make up nữa. Đẹp không make up. Chị rất là đẹp rồi, và sau khi đến với em chị đẹp hơn nữa. Em nhìn ghen tị quá. Cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nha. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai sau buổi hội thảo điều trị nám ngày mai nhá.